cá, cá, cá tôm. Để ta đi. Thấy được không được? Mỗi một con. Loại tôm với cá này chắc người ta thì nó khế đâu nhỉ? Cái tôm này bán đắt lắm các bạn. Nó không biết ra rằng người ta ham ăn đây. Ông không thích đâu. Bà nhà nghỉ cháu đi chặt cái ruộng để làm xe mà.
Toàn cá, cá nhiều lắm cháu. Cá tôm lắm ông ạ. Ừ, cá tôm nhiều lắm. Xúc đi ông. Ừ. Xúc đi ông. Cá tôm. Xúc đi đi. Để ta đi kiếm cái được nhiều nữa. Ừ. Cần đi là trước này sẽ nấu canh chua đây. Canh chua với này nó ngon lắm này. Cái này bị cá to muốn quẩn bẩn lắm không? Nhặt thôi. Được cá với tôm. Cái này là cá. Thấy thì không được. Mỗi một con. Cái được nhiều lắm không ạ? Ôi trời ơi, cái gì được nhiều ạ? Cái gì quá đâu. Ôi, ít lắm không ạ? Cái gì được có hai con rồi, con cá và con tôm rồi. Giờ kéo chắc là lúc vài mẹ nữa là ăn thoải mái không ạ? Hai liệt, để tôm vào ăn cam. Cái gì cũng được chứ. Cái này lại được. Cái này đi ngủ hết rồi chứ. Anh cũng đi ngủ nhưng mà ngủ chưa hết. Dạ, nói rồi cũng đang được 4 năm đũa gắp thôi mà. Ba con. Ba con.
Ồ, nhiều lắm ạ. Nhiều lắm. Cháu nghe nói là nhà mà nhác làm rau rồi đi một ông khách vô bây giờ thò đổ vô gắp nấu lên một ông khách thò đổ gắp vơ một vơ hết nửa bát tôm rồi. Bà không bắt đầu là người ta đi vay là gắp một đũa là cổ tích, nhưng mà người ta mới gọi là cổ tích á, gắp một đũa hết nửa đũa tôm. Nhưng mà người ta gắp, người ta vơ một vơ, có khi còn hết cả nồi. Được rồi, chuyện. Mà ăn cái tôm rồi, sau còn cái chi ăn nữa. Lấy cái rau tôm nấu với cái ruột bầu. Châu. Châu hết, ngủ ấy mà có tí chứ gì.